Thưa quý vị, du lịch Việt Nam đang trong giai đoạn phục hồi sau thời gian điều hưu do dịch Covid-19. Du lịch vừa khởi sắc thì đâu đó lại có những hạt sạn làm khó chịu du khách. Thay vì việc nâng cao chất lượng, giữ chân và tiếp tục thu hút du khách bằng những dịch vụ chất lượng, thì nhiều cá nhân, cơ sở kinh doanh lại mài dao cho sắc để ép giá, nâng giá đồ ăn hay dịch vụ phục vụ. Cách kinh doanh du lịch kiểu ăn xổi ở thì gây ảnh hưởng đến hình ảnh và thương hiệu của điểm đến. Not 200,000. Cố níu kéo khách để bán một lượng táo nhỏ với giá 200.000 đồng. Người bán hàng này quyết giữ chặt tờ tiền trong tay khi bị hai vị khách lắc đầu từ chối mua hàng và liên tục kêu người này trả lại tiền. Vị táo giòn ngọt mà các vị khách du lịch được thưởng thức không giúp vơi đi cảm giác bức xúc vì bị ép giá quá đà. Vụ túi táo nhỏ giá 200.000 đồng chưa lắng xuống thì chỉ sau đó vài ngày, Hà Nội xử phạt một người bán hàng rong bán 4 chiếc bánh rán cho du khách nước ngoài với giá 50.000 đồng tại Hồ Gươm. Người phụ nữ này nhận mức phạt 200.000 đồng, cam kết không tái phạm. Rất là bất bình và tôi rất là muốn là các cái cơ quan chức năng sẽ làm việc tích cực hơn để cho hình ảnh của Việt Nam, của Hà Nội đẹp hơn. Người Hà Nội thanh lịch chứ không phải là người Hà Nội chặt chém. Nếu bị phát hiện mua giá quá cao, chắc chắn người đi du lịch sẽ rất tức giận. Đó là cảm giác bị lừa. Ngon từ chất, thật từ tâm, khẩu hiệu của một nhà hàng mời chào du khách đến. Thế nhưng, một đĩa thịt heo lèo tèo vài miếng giúp nhà hàng thu về gần 500.000 đồng. Tình trạng ép giá cũng diễn ra ở nhiều loại hình dịch vụ. Một tài xế taxi đòi khách 500.000 đồng cho quãng đường dài 7,5 km. Thỏa thuận mức giá 1,5 triệu đồng cho chuyến đi, nhưng kết thúc hành trình, tài xế đòi 3,8 triệu đồng. Dù nhiều vụ việc đã xử phạt, nhưng vẫn tiếp tục tái diễn, không khác gì bắt cóc bỏ đĩa. Có những trường hợp bán hàng rong, họ luồn lách du khách, ấy, họ mà bị những cái trường hợp hàng rong như thế tăng giá mà họ không phản ánh thì rất khó cho chúng tôi để làm việc. Khi mà một khách hàng có cái trải nghiệm tệ, thì ngày xưa họ chỉ nói với 6 người thôi. Bây giờ họ nói với 6.000 người. Và nếu mình nhìn cái hệ lụy là vì một vài trăm nghìn mình đã đánh đổi cả một mối quan hệ với cái người đó. Và để rồi họ nói với 6.000 người có thể trở thành khách hàng của mình. Thì khi mình nhìn vào điều đó thì mình sẽ nhìn dài hạn hơn. Những cái cách nhìn của các cơ sở kinh doanh, các cái người làm kinh doanh hiện tại thì họ chỉ nhìn trước mắt thôi. Nhằm nhằm kiếm lời từ các khách hàng, nhưng thu không đủ để bù tiền phạt. Quan trọng hơn, những hành vi xấu xí đó đã hủy hoại thương hiệu của điểm đến, làm xấu đi hình ảnh thân thiện, an toàn của Việt Nam trong mắt bè bạn quốc tế. Hậu quả chính là lời từ biệt của nhiều du khách, một đi không trở lại. Tháng 3 năm ngoái, một nữ du khách người Đức đã phải trả 300.000 đồng cho hai trái dừa tại thành phố Hồ Chí Minh và đã viết trên Facebook của cô ấy như thế này: "Chúng tôi ở thành phố Hồ Chí Minh 3 ngày và cảm thấy thật tồi tệ. Chắc hẳn đây là trải nghiệm đáng quên nhất tại Việt Nam. 200 đến 300.000 đồng không lớn, nhưng sự ấm ức và cảm giác khó chịu như bị trấn cướp giữa đường sẽ tạo ra ấn tượng tiêu cực cho du khách trong suốt chuyến đi. Cái mất mát lớn hơn là những ấn tượng tiêu cực về môi trường du lịch ở Việt Nam. Cách làm du nhưng thiếu lịch chính là nguyên nhân khiến cho một bộ phận du khách một đi không trở lại." Không đâu mà làm thui chột hình ảnh đất nước bằng những nơi mà người ta nghĩ là lẽ ra là cái điểm bứt phá, lẽ ra là cái điểm tốt, mà đến đấy cái hình ảnh lại nó không phải như người ta nghĩ, không đẹp như vậy, và thậm chí nó còn xấu nữa, thì chắc chắn nó làm xấu chung. Xói mòn niềm tin và mối quan hệ với những người khách đi du lịch, và họ sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Và cái mất đi chính là cái nguy cơ về việc mình không có cái sự phát triển bền vững. Chất lượng dịch vụ, đặc biệt là chất lượng dịch vụ liên quan con người mà không được cải thiện, thì tất cả những cái gì mà chúng ta tạo dựng được, chúng ta tạo được những cái ấn tượng tốt thì có thể mất đi rất là nhanh chóng. Bởi vì thực ra là đối với du khách thì những cái ấn tượng mà lưu giữ sâu đậm nhất là liên quan đến con người, liên quan đến văn hóa bản địa. Ngoài những ấn tượng xấu cho du khách từ cách làm dịch vụ chộp giật của người bán hàng ở các địa điểm du lịch, thì chất lượng an toàn vệ sinh môi trường cũng là một yếu tố khiến cho du khách quốc tế không hài lòng. Người ta thường nói khi đi du lịch là không lấy gì đi ngoài những tấm ảnh, không để lại gì ngoài những dấu chân. Thế nhưng trên thực tế, tình trạng khách du lịch Việt xả rác, hủy hoại môi trường các điểm du lịch ngay trước mắt khách du lịch quốc tế lại rất phổ biến.
Theo thống kê mới đây, thì Việt Nam là quốc gia có nguồn phát sinh rác thải nhựa lớn trên thế giới, khoảng 3,1 triệu tấn một năm, trong đó lượng rác thải đổ ra đại dương khoảng từ 0,28 đến 0,73 triệu tấn một năm. Những bãi cỏ mới trồng bị dẫm nát, rác thải đủ loại tràn ngập trên nhiều tuyến đường, khu cắm trại là những gì còn sót lại thường thấy tại các điểm du lịch trên cả nước, khiến cho bộ mặt du lịch Việt Nam mất điểm trầm trọng. Những hình ảnh này dễ bắt gặp sau mỗi sự kiện được tổ chức tại các điểm du lịch. Rác thải, túi ni lông, ống hút nhựa. Việc trải nghiệm đã xong, còn rác mình xả ra là việc của người dọn. Do ý thức của mọi người thôi, người ta không có ý thức một xíu ấy. Họ dùng xong đồ của mình, họ vứt luôn xuống đường. Rác mọi người xả ra thì nhiều, thì mọi người sẽ thả luôn ở dưới chân mình. Việt Nam sở hữu 15 bãi biển đẹp nhất hành tinh. Thế nhưng rác thải đang trở thành vấn nạn đe dọa vẻ đẹp của những bãi biển. Địa điểm này được xếp hạng di tích quốc gia tại núi Thành, Quảng Nam. Điểm đến vốn được ví von là đảo ngọc đang ngày càng nhếch nhác bởi sự vô ý thức và tùy tiện. Các cơ quan chính quyền ở cấp trên tổ có mọi điều kiện rồi là sử dụng được cái rác thải để tấp vô trong hơi dọc ven biển này cho người dân. Người dân cũng có quyết tâm, cũng có làm một thời gian rồi nhưng mà không tồn tại được. Đầu năm 2017, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn minh trong du lịch nhằm định hướng và nhắc nhở du khách những điều nên, không nên khi đặt chân đến mỗi địa danh. Nhưng nâng cao ý thức văn hóa văn minh cần những chế tài xử phạt mạnh tay, có như thế mới phá bỏ được tư duy cha chung không ai khóc của người dân khi đi du lịch. Người dân thì phải ý thức là cái việc của mình nó ảnh hưởng đến hình ảnh điểm đến như thế nào và quan trọng nhất là ảnh hưởng đến chính cái sinh kế của họ. Bởi vì là khi mà ngành du lịch không phát triển thì bản thân cái cuộc sống của họ cũng bị ảnh hưởng và hình ảnh của điểm đến, hình ảnh của họ cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Các nước phát triển và khu vực Đông Nam Á bắt đầu xây dựng thương hiệu du lịch quốc gia từ những chi tiết nhỏ nhất như cách trả tiền lẻ, tiền thừa cho khách, cách bao gói hàng hóa và những lời cảm ơn chân thành khi đến và đi. Những lúc cao điểm đông khách thì những hiện tượng tăng giá vô lý đều được kiểm soát một cách chặt chẽ, giúp cho du khách an tâm trong thời gian lưu trú mua sắm. Câu chuyện của Thái Lan quyết tâm quét sạch sạn trong môi trường du lịch đã góp phần tạo ra thương hiệu, nâng cao văn hóa văn minh trong du lịch. Đến đây, Góc nhìn văn hóa ngày hôm nay cũng xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Tháng 5 năm ngoái, một người bán hàng rong ở Nonthaburi, Thái Lan đã sửa cân bán cho khách du lịch trái sầu riêng 4kg tăng lên thành 4,5kg, ăn gian khoảng 2,2 đô la Mỹ tương đương với 50.000 đồng Việt Nam. Người này phải đối mặt với 7 năm tù giam và bị phạt 8.000 đô la Mỹ tương đương 200 triệu đồng vì vi phạm luật đo lường của nước này. Hơn 20 năm qua, mỗi năm trung bình Thái Lan có hơn 20 người bị bắt về tội danh lừa dối khách hàng liên quan đến cân sai, bán không đúng giá. Theo số liệu thống kê của Bangkok, thành phố này hiện có khoảng 300.000 người bán hàng trên vỉa hè. Họ di chuyển ra sao, buôn bán thế nào luôn trong tầm kiểm soát của lực lượng chức năng. Bởi thành phố Bangkok được gắn camera quan sát khắp nơi, người bán hàng rong có mã số định danh, điện thoại có gắn chip định vị. Lực lượng cảnh sát du lịch Thái Lan tiếp nhận các phản ánh của du khách thông qua đường dây nóng hoạt động suốt 24 giờ. Bất cứ hành động nào chen ép du khách đều được xử lý ngay tức khắc và bị phạt rất nặng. Đây chính là một trong những điều khiến nạn ép giá khách du lịch tại Thái Lan hiếm khi xảy ra. Ngoài những chế tài xử phạt mạnh tay để điều chỉnh hành vi người cung cấp dịch vụ du lịch, Thái Lan còn phát động các chiến dịch du lịch nụ cười, luôn tạo sự thân thiện với khách quốc tế, từ đó nâng cao ý thức tôn trọng khách đến, đồng thời biến mỗi người dân trở thành đại sứ du lịch, truyền đi thông điệp mến khách. Đất nước này luôn nằm trong top đầu những điểm đến khách quốc tế muốn quay trở lại nhiều lần.